năm sáu hôm nay ông bố chẳng cho em tiền tiêu, gom góp linh tinh cũng chỉ kiếm được có bấy nhiêu. Thâm mắt thâm môi hôm nay thích thâm chỗ nào đây, nhẹ nhàng không nghe thì ăn lấm nha con mặt dày. Con tướng năm sao mới lúc nãy quay ra tặng anh, anh thấy em ngoan cho vào tim ghen xin im bắt. Có mấy anh em hãy vào tim rồi ta kéo nhau, em thích dùng ly vì anh ấy men ly thật ngầu. Này này cô em muốn đi đâu, ở lại cho anh hỏi đôi câu. Nhìn mặt em thấy không quen, chắc học sinh nơi nào mới tới. Nhìn mặt em thấy cu te nên anh cũng xin tự giới thiệu. Chung trường anh Tuấn bad boy, học lớp 12 oai nhất trong trường. Mau tránh ra đi, tôi không thích lôi thôi ở đây. Ừ láo ghê chưa, nó còn căng mặt lên mới cay. Thôi chắc chưa quen nên anh cũng xem như cành cao. Lần này hơi lao, lần sau thấy anh pha cụm vào. Thông báo cho anh, doanh thu sáng hôm nay 1,2 triệu. Cho mấy anh em cứ cầm đi tiêu xài thoải mái. Vâng chúng em xin, có bình nước học sinh mới đây. Dạ mời anh sơi, làm đôi hớp cho thơm mồm này. Mọi người tập trung đến cô ngay, nào mời em Sương Yến vô đây. Ô học sinh mới hôm nay, may và đúng lớp mình cơ đây. Làm một tràng pháo tay to chào, cô Yến đi nhìn cái gì. Thực tập sinh mới thay cô, quản lý cả lớp mấy tháng cuối kỳ. Em ơi em ơi, cô muốn nói là cô thương em nhưng ấy là dối trá. Em không nên tự mình là gà nhá, không lại khóc vì là hạt đậu xanh. Hôm nay ai xưng là anh, ai bắt nạt chị đây nói nhanh. Vừa lúc sáng còn làm oai với gái, mà giờ sao run run nhìn cô chắp vái. Chỉ vì chút hồng hách mà ra, em xin cô hãy được biết thứ ta. Để cô nghĩ tặng em vài điểm phạt nha nha nha. Cô dấu yêu ơi, cô mới đến hương trong lòng em. Cứ thấy thân thương, quý và mến tựa như đã quen. Chắc chắn tương lai em sẽ ngoan ngoãn very nice. Vậy thì ok, về lấy sách lên đây trả bài. Chuyện ngắn Kim Lân được sáng tác do Dương Sàn Đu. Cái ông Đu không được sinh vào ngày ông mất. Trong đấy chương 3 ông là con của ông Pá Cha. Rồi gặp Mỹ Nương ông tặng nàng bánh đúc xương gà. Dừng lại nghe anh nói luyên thuyên, cậu đừng nói nữa khiến tôi điên. Học hành như thế hay sao, toàn xuyên tạc ôi thật là bố lao. Gọi phụ huynh đến đây ngay rồi tôi sẽ cho cậu biết tay. Ở lại quý tiết hôm nay dọn khu vệ sinh sạch sẽ rồi về. Đau quá anh ơi, anh đâm thế em gãy cả răng. Mặt cứ hoa hoa, trong đầu em toàn sao với trăng. Sao thế em Tuân, tan học chưa về vẫn đứng đây. Bạn này cô ơi, vừa mới đấm em bêu mồm này. Đâu có cô ơi, em đâu dám đâm anh đại ca. Mày dám ba hoa, đấm mặt tao giờ đâu vãi ra. Mấy đứa thôi ngay, cô còn chưa nhìn em đấm Tuân. Giờ cần chứng cứ, mời em đấm lại thêm một lần. Bạn bè trêu nhau tí cô ơi, vừa rồi gọi nhau đến đây chơi. Tình cờ bạn cung cái tay, lỡ đấm ngay vào mồm em đây. Giờ em có đấm hay không, cần lá máu cô cũng sẵn sàng. Học đòi cái thói du côn, để cô dạy em cho bác la la. Đau quá em ơi, sao thấy mấy hôm nay nhục ghê. Cô Yến hơi căng, mấy thằng trong trường đang há hê. Năm tháng oai phong, sao bỗng dưng xuất hiện bà Yến. Làm vài hôm nay mấy thằng mình chẳng kiếm được tiền. Anh ơi, có tin hot mới căng cực căng. Cô Yến bên kia đang cày game ghen xin im bắt. Tin đúng chưa em, đúng mà em vừa mới thấy xong. Phục thù thôi em, cơ hội là sẽ không lòng vòng. Chào bà cô ra Z ơ lo, làm kèo ghen xin với em không. Tự chọn nguyên tố biêu tim, đánh la hoàn xem ai mạnh ai yếu. Trường hợp em thắng hôm nay, đừng gọi cho bố em chuyện lúc chiều. Vậy còn tôi thắng em thua, phải giao ạc kèm và nhớ biết điều. Thank you.
ra là mày cũng gan đấy nhỉ. Nhưng mà gan nhầm chỗ rồi con ạ. Chúng mày nói nhiều quá. Vào chủ đề chính đi. Yến là người yêu của tao. Ai cho mày tán tỉnh Yến? Thật khó. Thật mà. Thật khó. Thật mà. Thật khó. Thật mà. Từ. Đâu rồi? Tao nói cho mày biết này. Cái thứ nhất ấy, hôm nay tao rất là bận. Và cái thứ hai là tao không tán tỉnh cô Yến. Nhưng mà chúng mày đã mất công gọi tao đến đây rồi ấy, thì tao cũng nên dạy cho chúng mày một bài học. Nhà vương đế quân Dương Ly, sức mạnh trai đẹp của nước Ayato. Mấy em đang làm trò gì ở đây đấy? Mau thả nhà lữ hành ra, không các ngươi sẽ phải trả giá. Là cô không có tình cảm với em. Cô sẽ báo cáo với nhà trường và phụ huynh của em về vụ việc lần này. Còn lâu, em không từ bỏ đâu. Bằng mọi giá em phải tán được cô. Cô cứ đợi đấy. Anh em, đi. Cho xem em Tuấn nào. Anh cũng sao không anh? Tuấn ơi, em có làm sao không? Jamico. Thật rồi tao bị bắn vào tim. Bị bắn vào tim, mấy anh em bảo vệ. Mày rất chi là đần, ta gọi đó là yêu. Mày cứ thích mồm điêu, không tin cứ xem kìa. Kể từ giờ này hôm nay anh sẽ quyết tâm sống trưởng thành, bù đắp bảo vệ cho cô Yến. Nụ hôn kia là anh đã sai, cho nên anh sẽ chịu trách nhiệm vì tương lai. Thật là xuất sắc anh ơi, bọn em chúc mừng anh. Thật lòng không biết bao lâu mới như anh được. Chúng ta bằng nhau cùng học chung với nhau, nhưng chúng em trẻ con, anh đã lớn hơn nhiều. Kia nó ở đâu vào sao tao chẳng thấy bao giờ vậy ta. Ném cho anh cái dép nào để cho thằng nhóc bớt cho ba hoa. Nào im anh ngắm em ơi,
đạn lên các góc sông xuôi. Hôm nay hương gió đông nam một hai ta bắn cho nó méo quai hàm. Đỉnh cao của anh ơi, dằn mặt thằng kia không lôi thôi. Giờ chắc em nó cũng không dám đùa vì anh sẽ giã cho tơi bời. Em có con tướng siêu xịn ghen xin nhìn bác này vừa mới quay. Đám to lại cực kỳ hay nên em xin kính tặng cho anh cày. Trật tự nghe đây, đang có biến căng lúc 9 giờ. Một chiếc tông lao không có cánh từ bên đây mà lại bay đến đây. Ai không có xếp thì cứ liệu hồn khai ngay. Thầy Hoàng mới đến hôm nay mà đen quá là đen. Lại bị học sinh chơi khăm ký đôi cái đen. Các em ngồi im thầy kiểm tra tí thôi. Cái dép có mùi hôi nên sẽ không trốn được. Sao đen được đến hai lần vậy ta? Hết trêu cô đến trêu thầy, lần sau phải trách kỹ đừng qua loa. Mà tao không thấy yên tâm, cô với ông ấy hơi thân. Trong đôi mắt cứ dâm dâm mà cô không biết vẫn cứ thấy ân cần. Phải cho thầy ấy biết tay ngay, tình tứ làm tao thấy hơi cay. Lọ keo siêu dính anh mua chúng mày, cầm bôi vào ghế đi đây này. Nhanh tay lên chứ không thầy sắp vào đến lớp rồi đổ hết đi. Các em vào học bài để hôm nay ta sẽ kiểm tra âm nhạc. Lặp lại cùng thầy câu a a a a a ấy không phải. Bình tĩnh thôi thầy chưa có hát. Giờ nghe đây, lặp lại câu ai ui. Thôi không hát nữa, để tiết sau kiểm tra nha. Động vào cơ rút anh đây thì không thoát được đâu. Bọn mày xì lụp xong chưa hách luôn gương này. Phá thêm vài hôm thầy Hoàng sẽ sợ ngay. Không dám đi dạy nữa, cô Yên sẽ an toàn. Em tuần giỏi quá ha, tại sao phá xe thầy? Tất cả là vì lo cho cô, vậy mà cô vẫn không nhận ra. Vậy thì hôm nay em đây cũng sẽ nói thật luôn. Thầy Hoàng thân thiết bên cô khiến cho em buồn. Đúng đây thầy cô, tình cảm anh lớn lao. Nên nếu cô làm sao anh sẽ không sống được. Thầy hiểu rồi các em, tình bỏ xít đây mà. Nếu thế thì đàn ông lên đi, sao lại len lút chơi xò nhau. Làm một cuộc thi xem sao, chỉ cần khi thầy thua thì thầy sẽ rút lui luôn, chắc chắn không đùa. Đánh là hoàn xem thầy hay em mạnh hơn. Em sẽ không sợ đâu, thi đấu luôn xem nào. Thật rồi. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng em cũng không bảo vệ được cho cô. Nhưng mà quân tử nhất ngôn, từ giờ em sẽ không làm phiền cô nữa. Chúc cô hạnh phúc. Thầy nhớ phải chăm sóc tốt cho cô nhé. Thế anh trai không chăm sóc tốt cho em gái thì còn chăm sóc cho ai nữa hả em? Thầy là anh trai của cô Yến á? Tất nhiên rồi. Thật khô. Thật mà. Thật khô. Thật mà. Thật khô. Thật mà. Tức là em vẫn còn cơ hội theo đuổi cô đúng không? Lo học hành đi đã. Nhưng mà nếu em đỗ đại học thì cô có thể xem xét.